Hôm nay mình có 3,5 kg sườn bò đại hàm. Sườn này á, là sườn non. Mình đã qua công đoạn rửa, ngâm rửa, xử lý sạch sẽ. Đây, cái sườn non này của đại hàm rất là ngon, rất là tươi, nhưng mà tại vì mình rửa giấm muối á, cho nên là nó hơi tái đi. Với rửa nước ấm á. Bây giờ mình sẽ làm món gì đây ha? Mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Mình sẽ nấu món lẩu nấm bào ngư với sườn bò đại hàm ha. Thì bây giờ mình sẽ bắc lên bếp một cái nồi nước sôi để trần cho nó sạch và thơm cái sườn trước khi mình sử dụng ha. Bắc lên bếp một cái nồi nước, cho vào đây một ít hành và gừng đập dập và chút xíu muối nha. Rồi một chút muối để cho sôi lên, rồi mình trần cái xương ha. Nước sôi rồi, bây giờ mình thả cái sườn bò vào đây để mình là trụng qua để cho nó sập máu, với lại cho nó thơm ấy ha. Bữa nay trời lạnh, nó muốn ăn cái lẩu cho nên là nấu, nhưng không có thời gian phải đi làm nên nấu nhanh đó. Rồi bây giờ mình để cho nó sôi lại khoảng 2 phút, mình vớt ra mình rửa ha. Mình chần trên bếp khoảng 3 phút thì nó sôi lên nè. Nó lên cái bọt là mình tắt bếp, mình đổ ra mình rửa lại cho thiệt là sạch ha. Giờ mình đã rửa lại thiệt là sạch rồi, mình để lên cái rổ ha. Tiếp tục mình bắt lên bếp một cái nồi khác để bắt đầu mình nấu hầm cái xương nè. Mình cho vào đây khoảng 4 cọng sả đập dập, 2 củ hành tím lớn, khoảng một thỏi gừng bằng một ngón tay cái cắt ra từng lát ha, cho vào đây một muỗng cà phê muối vừng, 15 gram đường phèn. Rồi mình chờ sôi lên, mình cho cái xương mình đã rửa sạch vào ha. Bây giờ nước sôi rồi, mình sẽ cho hết cái xương này vào ha, cho nó sôi lại. Mình hớt sơ cái bọt rồi mình sẽ vặn lửa nhỏ, mình ninh nó cho đến khi nó mềm ha. Bây giờ sôi lên mình sẽ hớt bỏ sơ cái bọt ha. Mình xử lý kỹ thì không có bọt nhiều ha các bạn. Thấy rất là ít bọt luôn. Như vậy thì cái nước nó mới trong được và nó thơm. Bây giờ mình đã nghe cái mùi thơm của bò với lại hành, gừng, sả các bạn. Không có bao nhiêu bọt hết. Bây giờ mình sẽ vặn lửa nhỏ vừa, ninh ở đây ha. Chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ các bạn. Sau 45 phút mình hầm thì mình đã thử thấy cái thịt nó cũng mềm vừa phải rồi các bạn. Mình sẽ nấu mềm vừa chứ không nấu mềm rục quá nha, để mình ăn cho nó ngon á. Bây giờ mình tắt bếp, mình để đây, đi làm rồi chiều về mình sẽ nấu lẩu ha. Rồi mình đã có cái nồi nước hầm sườn bò, bây giờ mình sẽ chuẩn bị tới những cái đồ ăn kèm ha. Thì ở đây hôm nay là mình có một cái vỉ này là 600 g bò thái lát mỏng ha. Rồi mình có một bịch bò viên gân. Rồi mình cũng có một ít thịt nạm với vè, mình đã luộc chín và cắt sẵn miếng ha. Rồi sẽ có cái này là củ sen. Rồi khoai tây, ô khoai môn. Đậu hũ trắng. Rồi mình có tàu hủ kỳ và mì ha. Mì thì mình muốn ăn mì bún gì cũng được, tùy tùy ý nha, nhưng mà cái mì thì nó sẽ thích hợp hơn ha, hoặc là mì gói cũng được. Rồi mình có rau ăn kèm, thì nói chung là các loại rau mình thích ăn rau nào thì mình cho rau đó vào thôi. Và cái nấm thì không thể thiếu, ở đây mình có một rổ nấm bào ngư. Cái nấm này rất là ngọt và bùi ha. Mình sẽ ăn cái chính của nó là cái sườn bò với lại cái nấm. Là hôm nay là cái video này mình muốn chia sẻ đó, là lẩu sườn bò đại hàm nấu với nấm bào ngư nè. Rồi những cái rau á, thì mình ở đây mình có xà lách son, rồi có cần ô, có cải về xanh với rau muống. Đó là cũng đầy đủ các loại rau ha. Gia vị nêm vào là hạt nêm, muối, đường, hạt nêm và nước mắm. Rồi ớt sa tế, mình sử dụng ớt sa tế tôm của Charlie Mess nè. Mình có một ít chao nữa.
để nấu cho nó bùi và nó thơm ha. Bây giờ mình sẽ chế biến, mình sẽ đi rửa hết rau và nấm nha. Rồi tàu hũ rồi sắc sẵn là mình bỏ nước lèo lên, mình nêm lại là có thể bắt lên nồi lẩu là dùng ha. Rất là nhanh luôn. Bây giờ nước nó sôi rồi, mình sẽ nó chín thịt rồi, bây giờ mình sẽ vớt hết cái sườn này ra ha. Vớt hết mấy cái xả gừng ra luôn. Mình không có muốn cho nó rục quá ha. Rồi bắt đầu mình sẽ thêm nước sôi vào cho đủ cái lượng dùng, rồi mình sẽ gia vị ha. Mình sẽ sử dụng khoảng 6-7 miếng chao nhỏ này ha. Rồi một muỗng canh nước. Rồi mình sẽ tán nhuyễn nó ra để mình nêm vào trong cái nước lẩu bò. Còn cái ớt sa tế thì nếu mình ăn được cay nhiều thì mình cho nhiều cho nó thơm, còn không thì cho một muỗng canh thôi. Rồi mình để cho thêm nước vào, cái lượng nước hôm nay mình cho là khoảng 5 lít ha. Rồi mình sẽ cho hết cái chao mình mới dằm vào trong đây. Mình cho chao trước để ăn chi, để mình coi cái độ mặn đó, rồi mình cũng chỉnh cái đêm thôi á. Mình gia vị trước rồi chút xíu nữa cái là cái nó bị quá mặn ha. Cái chao mình vô sau nó mặn quá mình khó chỉnh. Vì lúc trước mình có nêm sơ rồi cho nên là bây giờ mình phải nêm lại thì mình cho thêm nước đó ha. Mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê muối nữa nè. Rồi mình cho thêm khoảng 10 gram cái đường phèn. Hồi nãy mình cho sáng mình cho 15 gram, giờ thêm 10 gram nữa là khoảng 25 gram đó ha. Rồi mình cho khoảng một muỗng canh hạt nêm. Ớt sa tế nè, mình cho vào đây một muỗng canh nha. Nếu mà ăn được cay thì cho 2-3 muỗng, rất là ngon và thơm, nó có lên màu đẹp ha. Mình sẽ cho trước một muỗng, nếu mà nó không cay nhiều mình sẽ cho thêm ha. Tại có cho mấy đứa nhỏ ăn nữa nên mình sợ cay. Rồi chờ cho nó sôi lại rồi mình nêm lại lần nữa ha. Rồi khi nào ăn mình múc lên cái lẩu trên bếp á, rồi mình mới nhúng bò, nhúng rau rồi vô, bỏ nấm rồi vô ăn nha. Chờ nó lên bọt cái nó sôi lên mình vớt bọt nữa là tắt bếp ha. Cuối cùng mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Rồi như vậy là gia vị rất là đậm đà, vừa ăn ngon, không có cần phải nêm nữa ha. Ví dụ mình có thích mặn thì mình sẽ chấm cái thịt này, cái sườn vào trong cái nước mắm ớt. Chứ cái nước thì rất là vừa ăn rồi. Khi nào ăn sẽ múc ra cái nồi nhỏ và để trên cái bếp ha. Nếu ai ăn được bột ngọt thì cho vào đây một ít ha, còn không ăn thì như vậy là được rồi nha. Mình đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ trước khi ăn rồi. Ở đây là mình có thịt bò cắt lát, rồi bò viên, cũng như là thịt nạm về cũng đã cắt sẵn, chín luộc chín sẵn ha. Rồi một ít hành tây để vào trong nước cho thơm. Rồi khoai tây, tàu hũ và ngót và cái củ sen cũng đã sẵn sàng ha. Mì rồi cái này tàu hũ kê chiên ha. Các loại rau mình ăn kèm mình cũng làm xong rồi. Nấm, tần ô, rau muống, rồi salad son và cái bề xanh. Rất là đầy đủ ha. Rồi đây là cái bếp nè. Mình sẽ chút nữa mình sẽ cho nước lèo á, nước bò, nước lẩu bò, súp bò vào trong cái nồi này ha. Bắt lên và sẽ thả vào những cái sườn bò đại hàng nè, mình thả vào trong nước và cho sôi thì nhúng tất cả những cái thứ này vào là có thể ăn được nha. Đây là cái mì vegetable mình cũng cho ra tô nè, và mình có luộc thêm ít bún, ai có ăn bún thì ăn. Rồi cái nước chấm thì mình có thể ăn nước tỏi ớt với lại nước mắm mặn ha, hoặc là mình có thể dùng thêm cái nước này nè. Nước này là spicy awesome sauce, là nó dịch là vua chấm ha. Mình mua sẵn đó, rất là ngon và rất là cay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái lẩu lên trên bếp lò cho nó nóng lên ha. Rồi cái thịt sườn này mình cho vào trong đây nè. Mình không có cho luôn trong nồi tại vì sợ nó rụt, nó mất ngon á. Mình sẽ cho nó vào trong này, ăn tới đâu thả vào cái đó ha.
rồi sẽ nhúng thêm cái thịt bò với lại mấy cái thịt bò rồi bò viên rồi cũng như là rau nấm vào ha, là thưởng thức nha. Hấp dẫn như sợ chưa, cho cái ít hành này vào cho thơm. Khi mà nó sôi mình sẽ nhúng rau mình ăn liền, nó ngon ha. Như vậy là mình đã hoàn tất xong nồi lẩu sườn bò nấu với lại nấm bò ngư, để mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình ha. Chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt, bye bye. Đây rất là hấp dẫn luôn. Mời cả nhà ăn nha.